Vừa qua thì các cuộc thi nhan sắc không những là nở rộ ra mà còn tạo được rất nhiều sự chú ý của người hâm mộ cả nước. Mới đây, kết quả người đẹp Bùi Quỳnh Hoa đăng quang Miss Universe Việt Nam 2023 vẫn đang là một chủ đề tranh cãi trên các diễn đàn nhan sắc. Không ít người cho rằng kết quả này trùng khớp với những đồn đoán về việc Bùi Quỳnh Hoa được chọn để đại diện Việt Nam tham dự cuộc thi Miss Universe 2023 được tổ chức tại El Salvador tới đây. Không những vậy, chiến thắng của người đẹp gốc Hà Nội còn bị cho là thiếu minh bạch, mua giải, được dọn đường để đăng quang. Liên quan đến vấn đề này thì mới đây phía tổ chức Miss Universe đã chính thức lên tiếng về sự việc. Theo đó, phía công ty tập đoàn GKN, đơn vị chủ quản Miss Universe cho biết đơn vị này đã nhận được thông tin và đang xem xét vấn đề. Trên fanpage chính thức của đơn vị này cũng khẳng định Miss Universe đề cao tính công bằng trong một cuộc thi sắc đẹp, bởi đó là cách để có được sự tin tưởng từ phía khán giả và các thí sinh. Đồng thời cũng cho biết là GKN đang làm việc với các đối tác nắm bản quyền tại Việt Nam để đảm bảo mọi phần thi diễn đều diễn ra một cách minh bạch và công tâm. Cũng liên quan đến sự việc, trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo Miss Universe Việt Nam cho biết Bùi Quỳnh Hoa luôn là thí sinh được ban giám khảo chấm điểm cao nhất ở mọi hoạt động. Đặc biệt là tại dáng cộng đồng của Bùi Quỳnh Hoa đã gây ấn tượng mạnh với toàn thể ban giám khảo Miss Universe Việt Nam 2023. Phía Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa cũng khẳng định cô hoàn toàn trung thực với cuộc thi, với khán giả và với những người yêu thương mình.